Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề cũng khá là mà có nhiều anh em thắc mắc trong cái quá trình mà mình sử dụng hormone, đó là có thể làm tăng cái liều lượng hormone lên để mà đẩy nhanh cái quá trình thay đổi được hay không, có thể tăng cái liều sử dụng lên được hay không. Thực tế thì khi mà cơ thể của chúng ta bản thân ban đầu đó là một người nữ thì hormone nữ nó đã cao hơn hormone nam. Khi chúng ta sử dụng một cái hormone nam bên ngoài bằng thuốc đẩy vào cơ thể thì sẽ làm cho cái lượng hormone nam cao hơn hormone nữ, và cái liều lượng thuốc đó nó đã cũng đã được chỉ định trung bình là sẽ là 3 tuần một lần cho một cơ thể. Tất nhiên nó sẽ thay đổi một số ngày, có nghĩa là sẽ có là khoảng 19-20 ngày, nhưng mà nó sẽ trung bình là một cái tần số ở đó. Và cái điều này biết được như thế nào là qua cái việc bạn đi kiểm tra sức khỏe, qua cái việc xét nghiệm máu, qua cái việc bạn xét nghiệm với hormone của mình, thì cái lúc đó mình sẽ biết được là cái gọi là cái phác đồ cơ thể, thì mình sẽ biết được là cơ thể của mình sẽ tiêm là bao nhiêu lâu lọc một mũi, và mỗi người sẽ có một cái lộ trình riêng. Và khi mà bạn đã nắm được cái lộ trình đó, ví dụ như bản thân của Linh là 3 tuần một lần từ đó đến giờ không thay đổi, thì Linh sẽ đúng ngày là 3 tuần một lần như vậy. Và cái việc mà khi Linh biết là khi mà bạn quyết định mà sử dụng hormone là bạn lại muốn thay đổi cơ thể của bạn, bạn muốn nó hoàn hảo hơn, bạn muốn nó như là một người nam, cho nên là bạn rất là nôn nóng và bạn rất là sao gọi là xôn xao cho những cái thay đổi đó của mình, bạn sẽ mong chờ những thay đổi đó đến từng ngày. Nhưng mà có một điều là cơ thể chúng ta từ đó đến giờ mười mấy năm, 20 năm, 30 năm nó đã là cơ thể của nữ rồi, thì khi bạn sử dụng hormone nam vô thì bạn phải cho nó cái thời gian để bắt đầu nó ngấm thuốc và bắt đầu nó thay đổi. Và cái quá trình thay đổi của mình nó sẽ thay đổi là cả đời, tại vì mình sẽ sử dụng hormone cả đời mà, chứ mình đâu sẽ sử dụng một ngày một, ngày hai đâu. Thì những cái thay đổi sẽ đến từ từ và mỗi người nó sẽ khác nhau, không ai giống ai cả, thì bạn phải cho nó cái thời gian để mà nó ngấm thuốc và nó thay đổi. Còn nếu như là có những tình trạng là khi mà tiêm vào thì bạn sẽ muốn là bình thường bác sĩ bảo bạn là 20 ngày một lần, nhưng mà bạn muốn nhanh các bạn sẽ bắt đầu sử dụng là 15 ngày một lần, như vậy có được không? Thực tế là các bạn nên biết một điều là cơ thể chúng ta nó rất là thông minh, thì với mỗi một cơ thể nó sẽ có một cái liều lượng nhất định. Nếu như bạn tiêm mà bị thiếu ngày, ví dụ như là người ta bảo là 20 ngày nhưng mà 30 ngày bạn mới tiêm một lần thì nó cũng không được. Tại vì sao? Tại vì cái cơ thể chúng ta sẽ luôn luôn có một cái loại hormone nó cao hơn. Nên ví dụ nếu như hiện tại hormone nam của bạn đang ở mức ok rồi, như bạn tăng cái liều lượng lên thì tăng cái liều lượng tiêm nó là giảm cái ngày xuống, thì sẽ làm cái lượng hormone nam nó bị nhiều quá, nó bị dư ra khỏi cơ thể chúng ta, và những cái lượng hormone nam nó bị dư đó nó sẽ tự động biến đổi thành hormone nữ, nó tự động nha. Nó là cơ chế rất thông minh của cơ thể, nó là những hormone nam bị dư trong cơ thể nó sẽ tự động biến đổi thành hormone nữ, tự động biến thành hormone nữ, và vì như vậy nó cũng sẽ làm không tốt đến cơ thể của bạn. Có nghĩa là khi mà biến đổi thành hormone nữ rồi thì tự động cái lượng hormone nữ này nó sẽ cao hơn hormone nam và biến cơ thể của bạn trở thành nữ như ban đầu. Và cũng một cái điều ngược lại là nếu như bạn bị tiêm thiếu ngày, nghĩa là người ta bảo 20 ngày mà bạn tiêm 30 ngày, nghĩa là lúc đó cơ thể bạn cũng bị thiếu hụt hormone nam. Vì thiếu hụt hormone nam cho nên cơ thể sẽ tự sản sinh ra hormone nữ, và nó sẽ làm được hormone nữ cao hơn hormone nam, lúc đó cơ thể cũng sẽ trở về là nữ. Có nghĩa là bất kỳ một cái lượng hormone nam nào bị thiếu hụt hoặc là bị dư thừa thì tất cả các đó đều làm cho hormone nữ cao lên, và vì hormone nữ cao lên cho nên cơ thể của bạn sẽ trở lại một người nữ. Nên vì sao là khi mà tiêm nó rất là quan trọng, cái vấn đề là bạn phải tiêm đúng liều, đúng ngày và đúng thuốc, rồi phải giữ gìn cơ thể của mình sau khi tiêm nữa, thì cái lúc đó cơ thể bạn mới phát triển được như một người nam và nó mới không có vấn đề về sức khỏe. Còn nếu như trong cái vấn đề là bạn lạm dụng thuốc, hoặc là bạn nghe những người khác, bạn nghe những người bạn, những người bán thuốc, họ bảo là tiêm nhiều đi để mà thay đổi cơ thể, thực tế cái điều đó không có đúng và nó chỉ làm hại cơ thể của bạn thôi. Và như Linh nói là cái cơ thể chúng ta nó sẽ đi với chúng ta cả đời, và bạn phải tiêm cả đời, cho nên cái việc thay đổi chắc chắn nó sẽ xảy ra, chỉ là bạn phải cho nó cái thời gian để nó ngấm thuốc và nó thay đổi thôi, chứ đừng có mong là nó phải là ngày một ngày hai để thay đổi, thì chuyện đó hoàn toàn không thể.
Đây là cái điều mà rất là quan trọng nha, tại vì rất là nhiều bạn đến với Linh rồi là bạn tiêm bị quá liều và dẫn đến cơ thể của bạn nó trở thành một người nữ bình thường, và đặc biệt nó còn bị hại cơ thể nữa, do là bị quá liều thì những cái nội tiết tố bên trong cơ thể nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị rối loạn và dẫn đến tất cả tình trạng là làm sức khỏe của mình đi xuống. Nhớ nha, là hãy tiêm đúng liều, đúng ngày và tiêm đúng thuốc, như vậy thì cơ thể của bạn sẽ được phát triển một cách tốt hơn. À, và nếu những cái video này của Linh làm có hữu ích thì bạn hãy cho Linh một like, một cái lần đăng ký của bạn để mà giúp Linh có thêm cái động lực làm những cái video tiếp theo. Và đặc biệt nếu bạn cảm thấy là video của Linh có hữu ích với bạn, với những bạn bè của bạn thì hãy chia sẻ ngay với họ, biết đâu những cái thông tin này của Linh sẽ giúp cho họ được trong cái quá trình mà sử dụng hormone. Và nếu như bạn cũng có những cái thắc mắc về hormone, về những cái nơi là tiêm ở đâu, hoặc là mua thuốc nào là tốt, tất cả mọi thứ, khám ở đâu, khám như thế nào, khám cái gì, thì bạn có thể inbox qua Facebook cho Linh có để lại cái đường link của Linh ngay tại đây. Đây, Facebook của Linh ngay tại đây. Và Linh cũng để ngay dưới video này cái đường link Facebook của Linh để mà bạn có thể chat với Linh bất cứ lúc nào. Và nếu như bạn cũng có thêm những cái thắc mắc khác ngoài cái vấn đề về hormone thì bạn cũng có thể chia sẻ với Linh hoặc là comment ngay tại đây để cho cộng đồng anh em của chúng ta đều được biết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau với những cái thông tin mới về cộng đồng LGBT của chúng ta. Bye bye.